Vân Anh xin kính chào quý vị khán giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Bạn Có Biết. Thưa quý vị, ngày hôm nay Vân Anh xin mời quý vị gặp gỡ với một vị khách mời rất là mới của VNTV, đó là anh Nguyễn Duy Lương. Tên Mỹ của anh là Louis Nguyễn. Anh là CFA, tức là giám đốc đầu tư của công ty Mission Driven Finance tại San Diego. Và ngày hôm nay anh sẽ cùng với Vân Anh để chia sẻ với quý vị những cái tin tức, những cái thông tin liên quan đến vấn đề đầu tư tài chính mà chúng ta hằng quan tâm. Trước hết xin chào anh Lương. Dạ vâng, cảm ơn quý vị, cảm ơn chị hôm nay mời tới đây. Anh Lương ơi, trước khi thì anh có thể cho quý vị khán giả được biết tí xíu về anh, tức là anh đi vào cái ngành đầu tư cũng như là về tài chính lâu chưa anh? Vâng, năm nay là cũng là đầu tư về cái ngành này là cũng gần 20 năm. Wow. Đó, khi thời 90 là mình đầu tư ở bên Nhật Bản. Bắt đầu ở Tokyo, rồi xong rồi ở bên Tokyo cỡ 10 năm, sau đó trở lại ở Mỹ, San Diego đây là từ năm 98 cho tới bây giờ. Và anh định cư tại Hoa Kỳ lâu lắm rồi phải không anh? Vâng, thì mình qua đây cũng là từ năm 1975. Vâng. Wow, thưa quý vị, 20 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, cho nên chắc chắn là anh có rất là nhiều kinh nghiệm để cùng chia sẻ với chúng ta để làm sao chúng ta sẽ thật là thành công khi mà sống tại Hoa Kỳ, phải không anh? Dạ vâng. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay thì trước hết đó thì anh Lương có thể cho quý vị khán giả được biết là cái điều đầu tiên anh muốn share với quý vị là điều gì? Dạ vâng. Hôm nay cái đề tài muốn nói tới với quý vị là về cái đề tài tiếng Anh nó kêu rằng là Impact Investing, là một kế hoạch đầu tư một cách mà vừa làm tiền mà vừa ảnh hưởng xã hội một cách mà để mọi người có thể tiến theo với nhau. Vâng. Impact Investing rất là hay thưa quý vị. Dạ. Yeah. Thì như rằng là nếu mà mọi quý vị mà biết rằng là đầu tư á, là thường thường người ta cứ nghĩ rằng là mình mua một cái tài sản gì đó rồi mình bán một cái giá nó cao, nó ảnh hưởng xã hội một cách tốt hay không á, đó không thành vấn đề. Mình có lời được rồi. Miễn sao mà có lời. Yeah. Mà cái kế hoạch Impact Investing á, là tương đối cũng là khá mới trên thế giới. Mà cái Impact Investing á, là một cách suy nghĩ mà làm sao mình có thể đầu tư mà vừa là lời cho những nhà đầu tư mà trong thời gian đó cũng là có thể lời cho cả xã hội. Vâng. Thì như rằng là có thể là đầu tư vô bệnh viện hay là những là trường cho trẻ em, hay là có thể tạo ra một công ty mà tạo việc cho những người dân mới qua, hay là một cách là dạy cho trẻ em một cái tiếng ngôn ngữ mới đó. Đó là Impact Investing, là có thể rằng là vừa đầu tư, nhà đầu tư có thể lời mà trong thời gian nó trong vừa là lợi cho xã hội, chứ không phải là cúng tiền, chứ không phải là charity. Wow, rất là hay thưa quý vị, chứ là chúng ta vừa invest, tức là đầu tư để chúng ta mang lợi nhuận cho cá nhân mình, mà bên cạnh đó chúng ta lại phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho tha nhân, rất là hay. Thưa anh, như vậy cái chương trình này có khó hay không và ai cũng tham gia được hay không hay như thế nào thưa anh? Dạ anh vâng. Có thể cho một cái ví dụ chi tiết. Dạ. Dạ. Thì như rằng là trên trong cái lĩnh vực Impact Investing á, là ở, hôm nay có thể nói rằng là hai cái dự án. Dự án thứ nhất á, là ở San Diego ở đây. Dự án thứ hai á, là ở Việt Nam. Cái dự án ở San Diego đây á, là cái công ty tên là Mission Driven Finance. Là cái công ty đó là vay tiền cho những cái công ty nhỏ bé mà không có thể vay được ở ngân hàng, mà họ cái mission của họ là có một cái gì lợi cho cộng đồng và xã hội. Thì như rằng là mới đây là Mission Driven Finance có vay một số tiền cho một cái trường ở Linda Vista tên là Thrive. Cái trường đó là chuyên môn chú ý vô những trẻ em của low income. Hay quá. Đó. Thì cái trường đó là đang còn thiếu vốn, thì công ty của chúng tôi Mission Driven Finance vay 500.000 để giúp họ trong một cái thời gian đang cần. Một cái thời gian đó là những ngân hàng không có vay, thì như vậy thì là vừa là lợi cho những nhà đầu tư bên này mà cũng là lợi cho xã hội, nhất là cái cộng đồng của Linda Vista. Wow, thì rất là hay thưa quý vị. Và quý vị cũng biết là cộng đồng Linda Vista rất là gần với studio của VNTV, cho nên và cái sự ra đời của cái trường Thrive đó trong tháng 9 sắp tới đây đó cũng làm cho cái cộng đồng của Linda Vista khởi sắc hơn, phải không anh? Vâng. Nhộn nhịp hơn. Dạ vâng. Thì bây giờ là cái Thrive, cái trường Thrive đó nó tạo ra một
cái cộng đồng, một cái bầu không khí của một cái cộng đồng rất là ấm cúng. Thế nếu mà cái trường đó không có mà không là mất đi á, là cái cả cái cộng đồng của cả cái xóm đó là bị ảnh hưởng. Thưa anh, như vậy thì khi mà người ta mượn tiền từ mission driven finance anh, thì tiền lời cũng giống như những cái nơi khác, nhưng mà nhiều khi mình đi ra nhà băng thì mình mượn không được, phải không anh? Dạ vâng. Thì như vậy là những là quý vị mà có một công ty mà đang còn là cũng cần vay để tiến triển mà ra nhà băng mà ngân hàng họ không cho vay là tại vì là không có đủ tài sản hay là họ không có hiểu cái business. Như là hồi xưa mới qua Mỹ là có một cái siêu thị rất là nhỏ ở Oklahoma. Cái siêu thị đó ra ngân hàng không vay được mà từ bạn bè mượn số tiền nó tạo ra một cái siêu thị, một cái không phải là siêu thị, một cái chợ thôi. Mà cái chợ đó trở thành một cái community center, là tại vì anh chị nhà em mọi người tới đó. Từ đó là cái tiệm nhỏ đó trở thành một cái siêu thị lớn. Mà cái business đó là một cái business rất là hay, mà tại vì là ngân hàng nó không có hiểu, mà cũng là tại vì những cái người mà những anh chị đó không có tài sản, không có credit rating, không có collateral. Thì như vậy á, bây giờ á, là những anh chị quý vị ở nhà mà có một công ty mà có thể rằng cần vay mà ra ngân hàng họ không hiểu á, thì liên lạc với Mission Driven Finance, là nếu mà cái mission á, mà nó hợp với là cộng đồng mà có thể giúp được cộng đồng á, là rất là quan tâm để có thể giúp quý vị. Vâng, thưa quý vị, và quý vị cứ liên lạc với công ty. Chúng tôi có tất cả những contact info, tức là số điện thoại, phải không anh? Vâng. Cũng như là email để cho quý vị liên lạc. Và quý vị sẽ được tham khảo hoàn toàn miễn phí, phải không anh? Vâng, vâng. Có những cái trường hợp nào mà không có được chấp nhận không anh? Dạ vâng. Thì nhiều khi rằng là có một có cái dự án mà có rất là mơ mộng, vâng, mà không có đủ tài sản, không có khả năng để có thể trả tiền lời, hay là một cái công ty là cần một người giám đốc rất là khả năng, mà khi đó là cái công ty nó chưa có đủ, thì là có nhiều tình hình mà không có hợp. Mà nếu mà có impact, mà có ảnh hưởng xã hội một cách hay á, là văn phòng chúng tôi có thể giúp, là như rằng là mentor, training, giới thiệu những cái hội ở đây mà họ có thể giúp được trong cái đào tạo của khả năng của cái management. Wow, rất là hay thưa quý vị. Ngoài việc mà chúng ta có cái chance, tức là có cơ hội mượn được một cái số vốn để giúp cho cái thương hiệu, cái công ty của chúng ta, cũng như là một cái đoàn thể, hội đoàn nào đó tại San Diego, mà chúng ta còn được hướng dẫn thêm để giúp cho cái đoàn thể cũng như cái công ty đó tiến triển, phải không anh? Dạ vâng, dạ vâng. Thì bây giờ như rằng là nhiều công ty mà đang mới ra đời mà chưa có thể vay được, mà có một cái đường hướng rất là hay để giúp xã hội, thì những cái công ty đó tới và miễn phí là chúng tôi giúp họ bằng cách rằng là cố vấn hay là giới thiệu cho những là nhân tài ở San Diego, rồi cái công ty bé đó trở thành một cái công ty nó chậm hơn, thì khi mà nó bền hơn thì có thể quay lại vay. Thì là chúng tôi vay từ 100.000 cho tới 500.000 để giúp những công ty mà ngân hàng họ không có chịu vay cho. Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình Bạn Có Biết của VNTV, và buổi nói chuyện của anh Nguyễn Duy Lương, tên tiếng Anh của anh là Louis Nguyễn. Anh là giám đốc đầu tư, tức là CFA của công ty Mission Driven Finance. Ngày hôm nay anh vừa chia sẻ với chúng ta một cái chương trình rất là đặc biệt mà lần đầu tiên Vân Anh nghe là có mặt tại San Diego. Đó là chúng ta sẽ được vay tiền từ công ty của anh để giúp cho những công ty nào mà cái mission, tức là cái mục đích của cái công ty đó giúp ích được cho xã hội, để giúp đỡ cho chúng ta cùng thăng tiến, rất là hay thưa anh. Trong những tháng năm vừa qua thì anh có giúp nhiều cho cộng đồng Việt Nam không anh? Và nhiều sắc dân khác không anh? Dạ vâng, thì bây giờ là cộng đồng Việt Nam thì chưa, mà muốn rằng hôm nay là có dịp để giới thiệu, là tại vì cái kế hoạch Impact Investing nó cũng hơi mới. Nhưng mà nhiều người họ không có hiểu. Nếu mà hiểu đi nữa cũng có vẻ hơi nghi ngờ. Tại vì là không có phải rằng là một cái đường hướng đầu tư mà như là hồi xưa. Thì như vậy rằng là những cái người như là Việt Nam, hay là những người mới qua, là những cái
đó là cần cái sự giúp đỡ hay là muốn cái sự giúp đỡ, mình nhiều khi á, là khó mà có thể rao ra những cái service của Mission Driven Finance. Vân Anh cũng được nghe nói là ngoài những cái chương trình cho San Diego thì anh còn có những chương trình khác đi xa hơn San Diego nữa phải không anh? Dạ vâng, thì cũng là dựa trên cái kế hoạch của Impact Investing, là một cái kế hoạch ở Việt Nam, là qua cái chương trình của thế giới nó kêu rằng là Kiva. Kiva là một cái công ty thế giới tạo ra từ năm 2005, mà bây giờ cái công ty đó là nó có 82 nước trên thế giới, một trong 82 nước đó là Việt Nam. Mà Kiva là một cái chương trình để vay tiền cho những người tư nhân mà họ cần một số tiền rất là nhỏ để mua gà, mua heo, mua phân để họ nuôi nông trại để họ bán. Rồi khi họ bán thì họ lời họ trả lại cho những nhà đầu tư. Mà khi mà họ trả lại cho những nhà đầu tư là họ chỉ trả lại cái vốn thôi, cho không có tiền lời. Wow. À, như vậy á, là ở Việt Nam á, là chúng tôi á, là đầu tư qua cái chương trình Kiva, bây giờ là đã giúp được gần như rằng là 60 gia đình ở miền Trung và cũng là miền Bắc, những cái rất là quê thôn, rất là nghèo, mà họ cần mượn như rằng là 1.000, 2.000 để sửa xe hay là để họ vay, họ mua cà phê để họ bán. Vâng, mà cái này không phải là donation, không phải là charity, mà đây là mình vay cho họ, rồi có một thời gian sau là họ sẽ trả lại. Thì bây giờ là qua cái chương trình này là giúp được một số, mà càng ngày là cũng muốn giúp thêm. Càng nhiều vâng. Vâng. Dạ. Dạ vâng. Wow, rất là hay thưa quý vị. Anh có thể nói thêm chi tiết về Kiva được không anh? Đó là một cái công ty hoặc là một cái chương trình có tầm cỡ quốc tế như vậy phải không anh? Anh có thể nói thêm chút xíu. Dạ vâng, Kiva là một cái công ty Mỹ, headquarter của nó là ở San Francisco. Mà từ năm 2005 cho tới bây giờ là vay tới 1.2 tỷ đô la cho những công ty nhỏ bé của trên thế giới. Mà thật ra không phải là công ty, mà chỉ rằng là một cái gia đình họ cần vay số tiền để họ mua cái máy may, để họ làm áo quần để họ bán. Hay là họ cần nuôi mua cá bé để họ nuôi, để cho nó lớn rồi họ đi bán, mà tại vì không có vốn. Thì như vậy á, là những người trên thế giới mà muốn vay tiền cho những cái người tư nhân như vậy á, là lên mạng tới cái mạng của Kiva, là nó lo cho hết, rồi nó điều tra những cái người ở mấy những nước, như là thí dụ ở Việt Nam thì họ có một số người của nó ở Việt Nam đi điều tra từng người một, có thể là họ có đủ khả năng để trả cái tiền vốn đó lại hay không. Thì là cái chương trình đó là ở Việt Nam cũng gần như là mười mấy năm nay rồi. Và thưa anh, cái chương trình Kiva này là giúp cho tất cả các nước chứ không riêng gì Việt Nam phải không anh? Và giống như anh nói như vậy là giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn để cho họ có một số vốn mà họ sinh sống. Đúng rồi. Khác hơn là nếu mà chúng ta charity, tức là chúng ta ủng hộ từ thiện, tức là giúp cho gạo ăn hàng tháng, hay là giúp cho một cái xe đạp, hay là lúc vừa lập nhà. Thì thưa quý vị, đây là một cái kiến trúc mà Vân Anh thấy rất là hay, tức là giúp cho những gia đình khó khăn tại Việt Nam có một số vốn để tự mở ra một cái business gì đó, hoặc là giống như anh nói hồi nãy là nuôi gà, nuôi heo để có những cái lợi tức hàng tháng mà nuôi sống gia đình. Rất là hay. Vâng, thì bây giờ là mới đây có vay một số tiền cho một cái cô muốn mở một cái tiệm làm tóc ở ngoài quê, mà cô ta cũng có khả năng, cũng có training, mà không có vốn để mở. Cô cần vay 950 đồng tiền đô la. Thì trong 950 đồng đó là chúng tôi bỏ ra là cỡ 300 mấy đô la. Mà trong mình ra bỏ 300 mấy đô la đó, rồi mình đi, mình reo, mình mời những người bạn bè trên thế giới mà cũng theo trong cái lĩnh vực Kiva, là họ theo đầu tư với mình. Cái 300 của mình trở thành 950. Đó, rồi sau cái cô đó mở cái tiệm đó, rồi 18 tháng sau cô sẽ trả lại, rồi mình dùng cái tiền đó rồi mình vay tiếp. Vâng thưa quý vị, và chắc chắn là những người mà cho vay họ là những người chuyên viên, cho nên họ
phải làm sao make sure, chắc chắn làm sao cái người mượn đó họ phải trả lại để cho công ty có cái tiền mà vận chuyển hoài, phải không anh? Dạ vâng. Dạ. Mà những cái người vay tiền đi nữa, họ biết rằng là rất là khó mà vay được. À, họ không có thể ra ngân hàng ở ngoài quê mà ra ngân hàng là rất mà khó được vay. Mà họ biết mà họ được nhận vô cái chương trình Kiva là họ làm đủ cách để họ thủ cái thế đó, chứ không phải rằng là họ kiếm cách để trốn hay là kiếm cách để cướp. Như vậy là họ sẽ mất cả một cái cơ hội để cả đại gia đình, chứ không phải là chỉ một cho họ thôi. Nếu một người mượn 950 sau một thời gian trả lại thì sau đó họ có mượn thêm được nữa không anh? Dạ vâng. Đó. Thì trong đó là lên cái mạng của Kiva là mình có thể coi được cái lịch sử của cái người đó. À, có thể nói rằng là cô này là một người có mẹ hai con. À, đây là lần thứ ba hay là lần thứ nhất để mượn, là trong một cái nó đưa ra cho một cái lịch sử để cho mình biết rằng là cô này là cái người vay là như thế nào. Mà cũng có một cái đề hay nữa là trên mặt nghiên cứu á, là những người đàn bà mà phụ nữ mà vay tiền á, là họ trả lại cái phần trăm của người trả lại là cao hơn là người đàn ông. Wow. À, thì như vậy trên Kiva là mặc dù nó có vừa đàn ông vừa đàn ông đàn bà, mà phần nhiều khi mà chúng tôi mà vay ở Việt Nam là vay qua cho những người phụ nữ. Wow. Như vậy thì nếu mà quý vị vào theo dõi về Kiva, biết thêm về những cái chi tiết mà từ hồi nãy giờ anh Lương vừa mới chia sẻ, và Vân Anh mong là quý vị sẽ mạnh dạn gọi cho anh Lương để anh sẽ giải thích cho quý vị tất cả những cái thắc mắc liên quan đến San Diego là Mission Driven Finance cũng như là Kiva tại Việt Nam. Cảm ơn chị. Trước khi chia tay, mời anh có lời cuối cùng. Dạ vâng, hôm nay cảm ơn chị và cảm ơn quý vị có thể được cơ hội để chia sẻ về cái kế hoạch đầu tư Impact Investing. Cái đó rằng là mình có thể tư nhân mình làm đầu tư cách nào cũng được. Mà nếu mà anh chị mà cần mà muốn dùng cái kế hoạch đó tại Việt Nam thì mời quý vị coi qua Kiva. Và nếu mà quý vị mà có một công ty ở đây mà muốn vay để có một cái mission mà có thể giúp được xã hội và cộng đồng ở đây thì mời liên lạc với chúng tôi. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt.